Ê, Minh Tông xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay thì Minh Tông đang có mặt tại thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái thuộc thành phố Nha Trang. Hôm nay thì Minh Tông có một cái sản phẩm, một căn nhà view sông rất đẹp với diện tích là 57m². Căn nhà này có thiết kế là một trệt, hai lầu và có tum. Thì hiện tại là em đang có mặt ngay vị trí của bờ kè. Đây là sông Quảng Trường nha cô chú anh chị. Đây, em đang đứng vào lúc khoảng 5 giờ chiều, trời bắt đầu xuống nắng. Em cũng tranh thủ quay đến cho cô chú anh chị nhà mình xem một cái căn nhà rất đẹp. Căn nhà ngày hôm nay có mặt tiền hướng quay qua này là hướng nam, mà nó có một chút xíu là gọi là lệch tây nha anh chị, là tầm 10 độ thôi, quay mặt trực diện view sông. Đó, căn nhà đây em muốn giới thiệu cho cô chú anh chị. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết và cũng như là sẽ review đến cho anh chị nhà mình xem. Với cái khu vực này, anh chị đi thẳng qua tới vị trí của khu tái định cư đất lành cũng rất gần, và khu tái định cư của xã Bình Thái cũng rất gần. Đứng đây có thể nhìn thấy luôn, anh chị có thể nhìn thấy được đó. Tái định cư nằm ở đây, hiện tại nó hơi chói một chút xíu thì có thể anh chị không thấy. Đường phía trước bờ kè nó như thế này nha anh chị, ô tô đi thoải mái. Và căn nhà của em ngày hôm nay nó đang nằm mặt bên này. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết đến cô chú anh chị nhà mình. Anh chị nhà mình đón xem video của em ngày hôm nay nhé. Và đây là cái hiện trạng đường bê tông trước mặt nhà. Thì sản phẩm ngày nay em sẽ quay cận cảnh chi tiết cho anh chị nhà mình nha. Đây là mặt tiền chính của căn nhà ngày hôm nay, có diện tích là 57,1m². Nhà có công năng là 3 phòng ngủ, 2 toilet, phòng thờ, phòng khách đầy đủ. Đường hiện trạng này là đường bê tông rộng 5m, ô tô, 2 ô tô né nhau thoải mái nha. Đó, khu dân cư hiện hữu nằm mặt view sông. Thì cái mặt tiền ngày hôm nay có căn nhà có diện tích là bề ngang là 4,82. Rất đẹp nha anh chị, thiết kế rất là đẹp luôn, nhà xây rất là kiên cố. Thì với một căn nhà diện tích có 57m thôi, và bề ngang gần 5 và chiều dài hơn 12 chút xíu. Nhưng mà thực tế thì anh chị nhìn đó, thì khi mà anh chị đi xem thực tế thì căn nhà nó rất là rộng nha. Thiết kế và xây dựng nhìn căn nhà rất thoáng, rộng rãi so với cái diện tích mà chỉ có 57m thôi. Đây là vị trí phòng khách đây anh chị. Đó, có một bộ bàn ghế, hiện tại gia đình đang ở đây thì nó hơi bừa bộn chút xíu, nó không giống như những nhà đã set up sẵn và bán. Thì đó, anh chị thấy nha, đây là vị trí của phòng ngủ phía dưới này. Phía dưới có một cái phòng, có một cái lem che đựng trưng bày. Bên góc bên này sẽ là vị trí của bếp. Bên này là phòng khách nhìn qua, lối cầu thang đi lên. Anh chị có thể nhìn chi tiết nha. Anh chị nhà mình xem video của em cảm thấy có cái gì thắc mắc thì cứ liên hệ trực tiếp với em, hoặc là nhắn tin qua Zalo của em, số trên màn hình nha. Em sẽ lời chi tiết cho anh chị. Thì cái căn nhà nó có cái khoảng sân phía trước đây. Khoảng sân này có thể đậu được thêm hai chiếc xe máy nữa, 2 cho tới 3 chiếc xe máy. Nhà có hệ thống camera và cũng như là có lắp cửa như này, rất kiên cố nha. Sử dụng nhôm kính sifa và có rèm kéo. Nhà này có mặt gần như là hướng chính nam, chỉ là tây 10 độ thôi nha cả nhà. Phía dưới này sẽ có cho anh chị nhà mình một cái toilet dưới. Phòng ở dưới này thì xây dựng nhỏ thôi, và hiện tại gia đình cũng neo đơn, thì neo người nên sử dụng cái này để một vài đồ linh tinh của gia đình thôi, không có giữ sử dụng để ngủ nha anh chị. Đây toilet như thế này. Thì em cũng sẽ báo giá luôn cho cô chú anh chị mình luôn từ đầu video. Cái đơn giá của sản phẩm ngày hôm nay là 2.950, giá đã giảm so với giá cũ từ 3.150 còn 2.950. Sổ thì hiện tại là 57m hướng nam, nằm cách trung tâm thành phố thì rơi vào khoảng 3km thôi. Từ đây mà đi qua tới cầu ra tới Võ Văn Giáp thì rất gần. Chị cần đi khoảng 10 phút thôi là để tới trung tâm thành phố rồi. Vậy nha anh chị, em sẽ quay từ đoạn này phía dưới đi lên cho anh chị mình xem luôn. Hệ thống camera đang lắp nằm ở góc bên này, điện chùm đầy đủ nha. Nhà thiết kế xây dựng rất kiên cố với tường dày lên tới 20 và mê đúc kiên cố nha anh chị. Rồi đây là lối cầu thang đi lên. Cầu thang này thì có bề ngang khoảng 1m2, 1m cho tới 1m2 thôi. Trên này thì có tiếp cho anh chị là phòng ngủ, hai phòng ngủ trên này. Đây phòng ngủ, nhưng mà hiện tại đang để đồ luôn. Nhà chỉ có hai vợ chồng, có đứa con thì không sử dụng quá nhiều. Đó, toilet nằm góc này, một cái toilet riêng. Lavabo thiết kế ngoài nha anh chị. Rồi, bên này là phòng ngủ của hai vợ chồng nè anh chị ơi. Ở trong mỗi phòng ngủ thì có tivi, có máy lạnh, có khu vực bàn trang điểm, giường ngủ, thiết kế gọn gàng. Thì cái này hiện tại đang ở nó hơi linh tinh đồ chút xíu, em sẽ quay sơ thôi cho anh chị mình xem nha. Còn cái đây là cái gì anh chị biết không ạ? Đây là cái lối thông gió, hiện tại là chủ làm sắt, khung sắt ho văn như thế này để che lại cái khoảng này. Căn nhà rất thoáng nha anh chị.
Rồi em sẽ quay tiếp tục lên trên này cho anh chị mình coi. Ở phía trên này thì có khoảng không gian thờ và hiện tại là chủ đang để đồ, có khu vực sân thượng ở phía sau. Lên đây cực kỳ mát luôn anh chị ơi. Đó, đây sẽ là cái không gian thờ của căn nhà. Đây, không gian thờ nhé. Nhà rất kiên cố nha chị, em đi nãy giờ em xem và chưa thấy nó có một vết nứt nào cả. Với những cái sản phẩm mà view xong thì chắc chắn của chú anh chị nhà mình sẽ quan tâm tới là cái view. Đây là cái view nha anh chị. View tự như từ trên sân thượng nhìn ra. Ở trên này thì chủ họ sẽ đắp một cái bộ bàn ghế 5 ghế ngồi đây buổi tối cà phê hoặc là anh em bạn bè vào đây vui chơi. Khu dân cư đây. Ở chị đây nhìn thấy bên đây là cái bệnh viện nha anh chị, bệnh viện mới của thành phố Nha Trang hiện tại đang xây dựng và chuẩn bị bàn giao tại khu vực có thai của Mỹ Gia. Đường bên này là thuộc thôn Thủy Tú thuộc xã Vĩnh Thái, góc bên này là đi qua anh chị đứng đây có thể nhìn thấy luôn cái cầu Phong Châu, mặt này là mặt tiền sông quán trường rất đẹp. Ê, anh chị ha, nhìn ra đường thông nha, đường phía trước nhà là đường bê tông đường thông. Ở sản phẩm hôm nay chỉ có đơn giá là 2 tỷ 950, 2 tỷ 950 giá vẫn còn thương lượng thêm. Anh chị cho mình tham khảo nha. Cái điều điểm yếu của căn nhà ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến cho anh chị và mình sẽ có một cái điểm yếu, em sẽ phân tích điểm mạnh nãy giờ và em sẽ nói qua cái điểm yếu cho anh chị. Điểm yếu căn nhà này hiện tại chỉ có 20 thổ cư, 20 thổ cư và nhà chưa hoàn công. Bởi vì chủ ngày xưa họ ở thì họ chỉ có tính mua về để ở thôi chứ không có nhu cầu để bán, nhưng mà bây giờ một vài số lý do nào đó thì chủ sẽ bán căn nhà này và chuyển về cái căn nhà lớn hơn tại khu đô thị Hà Quang để ở, nên căn nhà này bỏ trống thì họ sẽ bán thôi anh chị ơi. Đây là góc sau nha, góc sau này dành để phơi đồ ở chị đó, thiết kế khung rất chắc chắn, ở sau sẽ có một cục nóng lạnh của máy lạnh đây đó, anh chị phơi đồ thì ra khúc sau. Đây là vị trí của hàng xóm của chúng ta đây, nhìn từ đây nhìn là thấy được là trung tâm thành phố Nha Trang rồi anh chị đó, thấy luôn cái thành trung tâm thành phố Nha Trang nhé. Đứng đây thì anh chị nhìn có thể thấy luôn cái đường Võ Nguyên Giáp, cách đường Võ Nguyên Giáp thì đường chuyên bay thì khoảng 200 mét thôi anh chị, 225 mới là tới nơi rồi. Hôm nay thì em quay khá nhanh gọn cho anh chị nhà mình luôn, em cũng sẽ nói qua vài thông tin cơ bản cuối cùng của sản phẩm ngày hôm nay. Sản phẩm ngày hôm nay có diện tích là 57,1 m², ngang 4,82, dài hơn 12 một chút xíu, có hướng nam lệch tây 10 độ, nhà có đơn giá là 2 tỷ 950, giá vẫn còn thương lượng, để lại toàn bộ nội thất cho cô chú chị nhà mình, cách trung tâm thành phố Nha Trang tầm 3 km thôi, khá hợp lý cho một sản phẩm view sông rất đẹp. Rồi thì bây giờ em sẽ kết thúc video tại đây. Rồi, xin kính chào cô chú anh chị nhà mình. Rất mong cô chú anh chị nhà mình hợp tác và làm việc được chung với cô chú anh chị nhà mình một cái sản phẩm đẹp như thế này. Thì bây giờ em cũng sẽ chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị nhà mình vào video tiếp theo của em ngày hôm sau nhé.